Đây là hướng Đại học Tây Bắc mới mở rộng này, nó đi xuôi theo hướng về Hà Lộ một đoạn thì là sẽ đến Đại Lý, sẽ là xe điện Mai Châu 517 Trần Nam Định. Đây hướng này là về bến xe và đi Hà Lộ. Đây là logo biển hiệu của Mai Châu 2. Đây là Đại Lý Mai Châu 2 ở 517 Trần Nam Định, rất là nhiều xe này, xe đạp các thứ. Nhiều chưa, thả sức lựa chọn. Đây là xe điện, rất nhiều mẫu xe máy điện nhập tràn Đại Lý xe đạp xe điện Mai Châu 2 517 Trần Nam Định. Nhập tràn xe hot nhất cho các cháu học sinh cấp 2 là chính X-Bull Rally cực xịn. Xe đạp nữ thời trang sành điệu sang trọng, chị em hay các bà rất mê, thiết kế bắt mắt. Khóa cổ an toàn. Đấy, và đây là toàn cảnh Đại Lý xe đạp xe điện Mai Châu 2 517 Trần Nam Định. Từ đi ngoài cửa vào trong. Mình thấy rất là rộng rãi, nhiều xe, một kho xe bạc ngàn để lựa chọn. Đến với Mai Châu 517 Trần Nam Định, thành phố Sơn La và Mai Châu 119 là thành phố Sơn La để mua những sản phẩm chính hãng. Khi mua của Mai Châu là sẽ được sử dụng dịch vụ sau bán hàng cực kỳ là chuyên nghiệp, hỏng hóc bất kể ở đâu gọi điện là có ngay các thương hiệu nổi tiếng, xe điện như Zadi, Bibao, Detech và xe đạp thì rất nhiều, chủ yếu là gian hàng hiệu. Phương châm của Mai Châu là nói là làm. Đây là hướng Đại học Tây Bắc mới mở rộng này, rồi đi xuôi theo hướng về Hà Lộ một đoạn thì là sẽ đến Đại Lý xe đạp xe điện Mai Châu 517 Trần Nam Định. Đây hướng này là hướng về bến xe và đi Hà Lộ. Đây là logo biển hiệu của Mai Châu 2, có bán trả góp đầy đủ hết các mặt hàng.